Monkey cheese. Which one should I pick up? Monkey cheese. Cheese monkey. I think monkey cheese is better. Yeah. Monkey cheese. I like cheese monkey. Mommy, she's so good. Thì Su trước mặt Bèo đây. Trước mặt Bèo trên bàn này kìa. Trên bàn. Sammy ơi, em Mickey có thích ăn cà rốt không hả Sammy? Mickey cà rốt. Cái gì? Không cà rốt đúng không? Không cà rốt. Có phải em nói thế không? Mickey ăn cà cơm. Mickey only cơm. Chỉ only cơm à? Chỉ only cơm à? Ừ, ok. Trứng. Mickey gắp nốt cái trứng đấy mà Mi lấy nốt cái trứng vào bát của Mickey Mick ăn. Đẩy vào cho em. Lấy vào cho em nhanh, không nghe Annabelle ăn hết bây giờ. Một cái gì Annabelle đầy bát rồi. Đây để tráng thêm trứng. Thế Annabelle ngồi xuống ăn đi. Nhà còn nhiều trứng nhá, ai muốn ăn trứng thì lấy thêm. À, Mickey ăn thêm trứng à? À, ok. Ai ăn thêm trứng giơ tay nào để đi tráng trứng nào. Thế Mickey không thấy giơ tay à Mickey? Có, ok, thế để cô tráng trứng thêm trứng nha. Ok, ăn giỏi lắm. Cô tráng thêm trứng nha. Ok.